Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình ở dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi những đám mây giông mạnh, thành phố Thâm Quyến đã hứng chịu một trận mưa xối xả xảy ra hơn một lần trong một thế kỷ. Từ 20 giờ ngày thứ hai đến 20 giờ ngày thứ ba, lượng mưa tích lũy ở khu vực Bảo An vượt qua 500mm ngoại trừ Nam Sơn và Diêm Điền. Lượng mưa ở các khu vực khác của thành phố đã lên tới hơn 200mm. Lưu Ngọc Phố, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, người đang tham gia một cuộc họp ở Bắc Kinh, và Hứa Tông Hằng, thị trưởng đã quay trở lại Thâm Quyến trong đêm và chỉ đạo tất cả các quận và lãnh đạo các cấp tham gia phòng chống mưa lớn và lũ lụt như một vấn đề lớn và cấp bách trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trận mưa xối xả đã khiến hơn 300 địa điểm trong thành phố bị ngập ở các mức độ khác nhau, hai bức tường chắn ở phố Quan Lạn, quận Bảo An bị sập, đè bẹp hai tòa nhà của dân và khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích ở quận Long Cương. Tại hội nghị truyền hình khẩn cấp về công tác phòng chống mưa bão của thành phố được tổ chức vào chiều hôm qua, Lữ Thị Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng kiêm Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng thủ 3 thành phố đã truyền đạt 3 chỉ thị quan trọng từ Lưu Ngọc Phố và Hứa Tông Hằng về kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Một là yêu cầu tất cả các quận và lãnh đạo các cấp coi việc chống lại thiên tai mưa lớn là vấn đề lớn và cấp bách trước mắt. Hai là yêu cầu tất cả các quận, huyện tăng cường trực ban 24/24 giờ. Lãnh đạo các cấp chịu trách nhiệm chống lũ phải có mặt để tăng cường thông tin liên lạc, đảm bảo công tác chống lũ và vận hành hiệu quả. Thứ ba là tiến hành điều tra các nguy cơ mất an toàn trong phạm vi thành phố và thực hiện các biện pháp tương ứng một cách có mục tiêu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong ngày, Phó Bí thư Thành ủy cũng hỏi han cặn kẽ tình hình mưa bão và công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời chỉ đạo việc đảm bảo an toàn tính mạng của người dân phải được ưu tiên hàng đầu. Kể từ sáng sớm ngày hôm qua, hầu hết các khu vực trong thành phố của chúng ta đều có mưa lớn. Lúc 9 giờ 10 phút, Đài quan sát khí tượng thành phố đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên trong năm nay tại quận Bảo An, sau đó đưa ra kế hoạch phụ. Lữ Thị Phong ngay lập tức chạy đến văn phòng phòng thủ thứ 3 của thành phố để thảo luận về các biện pháp phòng thủ với các phó chỉ huy Lê Di Cang và Giang Tôn Vũ. Sau đó, Cục Thủy lợi thành phố đã tổ chức 4 nhóm chuyên gia đến Bảo An, Long Cương và các quận khác để hướng dẫn phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng thành phố, từ 20 giờ ngày thứ hai đến 20 giờ ngày thứ ba, hầu hết Bảo An và 33 trạm ở Long Cương, Bàn Thiên, Viện Cát, Nam Loan, Hằng Cương và các đường phố khác đều có mưa lớn. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở khu vực Bảo An đã vượt quá 500mm, lượng mưa tích lũy ở phố Thập Yển, hồ chứa Thập Yển và hồ chứa Hoàng Mã Bộ đã vượt quá 400mm và lượng mưa tối đa ở làng Quảng Minh, Đường Gia đạt 502mm. Lượng mưa ở quận Phúc Điền và Hồ Lô Hu thường trên 200mm, lượng mưa ở phía Bắc Long Cương thường trên 250mm, lượng mưa ở Nam Sơn và Diêm Điền thường trên 100mm. Với tư cách là Tổng Tư lệnh của trụ sở 3 phòng thủ của thành phố, Lữ Thị Phương đã bất chấp cơn mưa như chút nước vào buổi trưa ngày hôm qua và đến San Jing, Tống Cương và các đường phố và cộng đồng khác ở Bảo An để điều tra và tìm hiểu tình hình thiên tai tại chỗ và chỉ đạo kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại chỗ. Đêm qua, anh ấy đã đến Bộ Chỉ huy Hồ Chứa Nước Thiết Cương khẩn cấp. Tại văn phòng phố Tống Cương, cộng đồng đường Hạ Long, Lữ Thị Phong đã lội nước ngập đến đầu gối trên con đường vuông vắn để tìm hiểu tình hình thiên tai và đưa ra những sắp xếp cụ thể cho bước tiếp theo của công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Phòng chống thành phố, trận mưa xối xả xảy ra hơn một lần trong một thế kỷ đã khiến hơn 300 địa điểm trong thành phố bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Hai vụ sập tường chắn đã xảy ra ở phố Quan Lạn, quận Bảo An và hai tòa nhà dân cư bị đè bẹp, dẫn đến 4 người chết. Đoạn Tân Vũ Vệ của quốc lộ 107 và lối ra trạm thu phí Tân Kiều của đường cao tốc Quảng Châu Thâm Quyến đã bị gián đoạn do lũ lụt và các đội khẩn cấp đã được điều động để mang cứu hộ tại chỗ và hơn 10 nhà dân ở phố Công Minh, huyện Mới Quảng Minh bị ngập nước với độ sâu từ 1,5 m đến 5 m và hơn 1.000 người chịu ảnh hưởng đã được chuyển đến nơi an toàn. Một tòa nhà của nhà máy ở phố Tây Hương, quận Bảo An bị ngập 3 m và khoảng 300 người bị mắc kẹt. Một vụ lở đất xảy ra ở sườn bên của hồ Sơn Trang
và một biển cảnh báo đã được thiết lập. Một vụ lở đất khác cũng đã xảy ra trên đường Thảo Nguyên. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cứu hộ khẩn cấp tại chỗ. Vụ sụt lún nền móng xảy ra tại công trường xây dựng tàu điện ngầm đường Bắc Đông Môn ở Sở Y tế, Văn phòng Đường sắt thành phố đã phối hợp xử lý. Kính thưa quý vị, vừa qua một trận động đất xảy ra tại huyện Mê Linh, thành phố Nichingchi, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, tâm chấn ở tọa độ 95,02 độ Kinh Đông, 29,75 độ Vĩ Bắc, cường độ 6,9 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc chỉ ra rằng trận động đất này chủ yếu thuộc loại lực đẩy và tâm chấn của nó nằm trên phần mở rộng về phía đông bắc của đất gãy Dakuka, trong đới đứt gãy sông Yalung Yangpo nối với cấu trúc Đông Himalaya. Trong trận động đất này, một phần của Tây Tạng cảm thấy rất mạnh mẽ, tâm chấn cách quận Medong 56 km, quận Baiyi của thành phố Linji 65 km, quận Bomi 73 km, quận Milin 98 km, quận Luluong 135 km và thành phố Lhasa 378 km. Sau cú sốc chính, một số dư chấn đã xảy ra gần đó. Mặc dù tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng đất thưa thớt dân cư, nhưng trận động đất vẫn khiến 3 người bị thương, làm gián đoạn tạm thời đường cao tốc từ Xuyên Tây Tạng và làm hư hại các tòa nhà gần tâm chấn ở các mức độ khác nhau. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc tuyên bố rằng trận động đất là một thảm họa động đất lớn và theo đó đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 3 cấp độ. Các khu vực dễ xảy ra động đất nằm dọc theo dãy Himalaya, nằm trên dãy Alps và bị ảnh hưởng bởi sự va chạm mạnh của các mảng kiến tạo Á Âu và Ấn Độ. Sự di chuyển về phía bắc của mảng Ấn Độ với tốc độ khoảng 50 mm trên giây đã va chạm với mảng Á Âu và hội tụ trên cung Himalaya, dẫn đến sự nâng lên liên tục của khối Thanh Hải Tây Tạng. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc chỉ ra rằng có 3 đới đứt gãy lớn gần tâm chấn của trận động đất, bao gồm đới đứt gãy Jiali và đới đứt gãy Milin. Cục Quản lý Động đất Trung Quốc cũng suy đoán rằng đứt gãy địa chấn có thể là đứt gãy Damu, Biên Ba Bắc, Tây Bắc và một khu vực có cường độ động đất nhỏ và cũng là một đới đứt gãy Tây Bắc ở đỉnh vòng cung phía bắc của cấu trúc kiến tạo Đông Himalaya. Một số nhà nghiên cứu đã phân tích từ góc độ động lực học và chỉ ra rằng trận động đất là do sự đẩy của mảng Ấn Độ Dương khiến vòng cung miến điện đẩy sâu hơn vào bên trong lục địa Trung Quốc rồi kích hoạt nó. Tâm chấn của trận động đất này nằm gần ranh giới kiến tạo ở phần phía nam của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng. Đới đứt gãy sông Yalung Yangpo ở khu vực này là kết quả của quá trình kiến tạo khi mảng Ấn Độ hút chìm và va chạm với lục địa Á Âu. Đặc điểm địa chất này là làm cho đới đứt gãy này có hoạt động địa chấn. Ngoài trận động đất này, trận động đất Assam, trận động đất Jaú trước đó đã xảy ra gần khu vực này trong lịch sử trận động đất Nepal. Theo phân tích của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, khu vực động đất Milin ở Tây Tạng nằm trong khu vực có sự thay đổi lớn nhất về vận tốc chuyển động của vỏ trái đất. Trận động đất ở Nepal đã làm tăng ứng suất ở khu vực gần đó và chuỗi thời gian cho thấy một xu hướng nén tăng tốc làm tăng khả năng xảy ra động đất. Trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 34 phút UTC, tức 6 giờ 34 phút theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở khu vực núi non hiểm trở phía đông Tây Tạng. Dân cư địa phương thưa thớt, tổng dân số chỉ 23.000 người. Hầu hết các khu vực lân cận đều là khu vực không có người ở, môi trường địa chất khắc nghiệt. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm theo giờ địa phương. Một người bán rong địa phương cho biết nó rung lắc rất mạnh vào buổi sáng. Bà Sang Tesring, bí thư chi bộ thôn Trác Tây Cương, thị trấn Lâu Lang, huyện Mê Linh cho biết khi trận động đất xảy ra, ngôi nhà rung lắc dữ dội đến nỗi ông thậm chí không thể đứng vững trong nhà. Đây là một trận động đất mạnh. Một người đàn ông gần tâm chấn cho biết, tôi bị đánh thức bởi trận động đất vào buổi sáng và tôi vẫn còn khá sợ hãi nên đã nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng may mắn không có chuyện gì xảy ra. Một khách du lịch mô tả, lúc đó tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển của ngôi nhà và tiếng ầm ầm bên ngoài, trận động đất kéo dài khoảng 10 giây. Theo báo cáo, toàn bộ thành phố Nichi rõ ràng cảm nhận được trận động đất. Quận Milin và vùng phụ cận trong khu vực của tâm chấn trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ. Trận động đất đã làm tốc mái một số ngôi nhà ở thị trấn Lulang, quận Baiyi, thành phố Nichi. Những ngôi nhà ở làng Yangjiang và làng Lulu bị đổ nát, một số ngôi nhà bị nứt và làng Yalu bị cắt điện hoàn toàn. Theo thống kê, trận động đất và dư chấn của nó đã gây thiệt hại cho 2.992 hộ gia đình, trong đó có 1.003 hộ ở quận Milin và 226 hộ ở quận Baiyi, tổng cộng 24 tòa nhà văn phòng, 7 đồn cảnh sát, 9 trung tâm y tế, 25 trường học bị hư hại.
một số con đường bị gián đoạn do sạt lở đất, 162 con đường các cấp bị gián đoạn do động đất, đường cao tốc từ Xuyên Tây Tạng bị chặn bởi những tảng đá lớn do sạt lở đất. Việc xây dựng đoạn Lhasa Nichi của tuyến đường sắt từ Xuyên Tây Tạng đã bị đình chỉ trong nửa ngày để điều tra về mối nguy hiểm. 7 trạm cơ sở liên lạc và 53 đường dây liên lạc gần tâm trấn đã bị hư hại. Liên lạc ở một số khu vực bị gián đoạn và liên lạc của khoảng 200 cư dân gần đó bị ảnh hưởng. Tính đến 12 giờ ngày hôm đó, có tổng cộng 3 người bị thương nhẹ, trong đó một người bị đá lăn đè trúng người, người còn lại bị bong gân vùng thắt lưng trong quá trình sơ tán. Ngoài ra, 12.309 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất và khoảng 2.000 người dân cần đi di rời khẩn cấp. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc xác định rằng quy mô của trận động đất là 6,9 trên cường độ sóng bề mặt, 6,5 trên cường độ tại thời điểm đó và độ sâu tiêu cự là 10 km. Theo ước tính của mô hình thực nghiệm hiện trường ảnh hưởng động đất, cường độ tối đa của trận động đất là 8 độ trong thang cường độ địa chấn Trung Quốc. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ xác định rằng cường độ của trận động đất là 6,3 với độ sâu tiêu cự là 10 km và ước tính rằng cường độ tối đa của trận động đất là Mercalli 7 với gia tốc tối đa là 23,84%. Tuy nhiên, cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ sau đó đã sửa đổi quy mô của trận động đất thành cường độ thời điểm là 6,4 và độ sâu tiêu cự của nó là được sửa đổi thành 8 km. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải, trận động đất có cường độ 6,4 độ Richter, độ sâu tiêu cự là 12 km và cường độ tối đa gần tâm chấn là 5 trên thang đo của châu Âu. Tính đến 8 giờ ngày Chủ nhật vừa qua, mạng lưới động đất Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 1.416 cơn dư chấn, trong đó có một trận động bất mạnh từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter và 4 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter. Sau trận động đất, lực lượng biên phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân đóng tại Milin đã cử một đội khẩn cấp gồm gần 200 người đến khu vực tâm chấn để cứu hộ và điều tra. Tiểu đội quận Milin thuộc phân đội cảnh sát vũ trang thành phố Linji cũng ngay lập tức cử cán bộ chiến sĩ đến tâm chấn, cùng đồ cứu trợ và dụng cụ nghiệp vụ. Đội cứu hỏa công an thành phố Nichi đã nhanh chóng cử các thành viên trong đội đến khu vực bị động đất tàn phá bằng máy bay trực thăng và xe cứu hỏa cùng với các thiết bị cần thiết. Lực lượng cảnh sát giao thông vũ trang cũng cử 3 tàu tiên phong với tổng số hơn 20 cán bộ chiến sĩ gấp rút tiếp cận tâm chấn. Phân đội thứ 2 của lực lượng giao thông của cảnh sát vũ trang đã điều động quân đội gấp rút vượt qua đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng bị hư hỏng, đồng thời dọn dẹp thêm các khu đất lở và đá rơi. Sư đoàn quân sự Nichi của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cử 234 sĩ quan, binh sĩ và 538 dân quân đến khu vực động đất để tiến hành các hoạt động cứu hộ, điều tra tình hình thiên tai, chuyển và tái định cư các nạn nhân. Trung tâm ứng dụng vệ tinh tài nguyên Trung Quốc đã khẩn trương gửi một số vệ tinh để quan sát khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong đó vệ tinh Gaofen 4 đã chụp ảnh khu vực bị thảm họa. Đồng thời, bộ phận dân sự địa phương đã thành lập 49 điểm tái định cư tập trung tạm thời để các nạn nhân trú ẩn tạm thời. Tất cả các sân bay lớn ở Tây Tạng vẫn duy trì hoạt động bình thường sau trận động đất và các chuyến bay đến và đi tại sân bay Nichi đã tiếp tục cất cánh, hạ cánh bình thường sau khi được xác nhận rằng không có nguy hiểm. Khu thắng cảnh Grand Canyon Prabhupada ở thành phố Nichi đã tuyên bố đóng cửa tạm thời sau trận động đất. Một số công ty du lịch đã hủy các đoàn du lịch đến khu vực bị động đất và đề nghị hoàn lại tiền cho những hành khách bị ảnh hưởng. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 4, đồng thời cử một nhóm công tác đến khu vực thiên tai để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Chính phủ nhân dân khu tự trị Tây Tạng cũng đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 3 để cứu trợ động đất. Quân đoàn cảnh sát vũ trang Tây Tạng đã khởi động một cơ chế ứng phó khẩn cấp, thu thập và làm chủ toàn diện tình hình thảm họa. Quân đội được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và báo cáo tình hình kịp thời, đồng thời ra lệnh cho các quân đội Linji, Khamdo và Sanan của cảnh sát vũ trang và các phi đội công binh của quân đội thứ nhất và thứ hai chuẩn bị cho việc cứu hộ khẩn cấp những vùng bị động đất. Sau trận động đất, Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã thành lập trụ sở khẩn cấp trận động đất Milin Tây Tạng để phối hợp công tác ứng phó khẩn cấp và xử lý thông tin động đất. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Phó Thủ tướng Uông Dương đã ra chỉ thị sau trận động đất, yêu cầu làm tốt công tác theo dõi dư chấn, nghiên cứu và phán đoán xu hướng động đất, phòng chống thiên tai thứ cấp như thảm họa địa chất trong khu vực động đất, phân tích dư luận, hướng dẫn dư luận và gửi thông tin và hỗ trợ đầy đủ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.